Xin chào, tôi là Andy Stack. Tôi là giám đốc quản lý sản phẩm đối tác tại YouTube. Đối với nhiều người sáng tạo, việc chuyển hóa đam mê thành lợi nhuận là một khía cạnh quan trọng trên nền tảng YouTube. Còn đối với tôi, niềm đam mê là trình diễn âm nhạc và tôi từng là một tay trống đó. Wow, miễn là tôi nhớ được, đã nhiều lần có người nói với tôi rằng cứ ở đấy mà mơ. Tuy nhiên, tôi lại quyết định rằng tôi sẽ chuyển niềm đam mê đánh trống của tôi trở thành một công việc sinh lời. Và một cách tôi có thể làm đó là tạo các video và thu hút người khác có cùng đam mê với mình. Tôi có thể tải những video này lên YouTube, rồi sau đó chỉ cần đợi đến khi nhận được tiền. Nhiều bạn biết đó, đây không phải là điều tự nhiên xảy ra. Chúng ta sẽ lý giải việc chuyển đam mê thành tiền trên YouTube, và rồi sẽ giúp bạn kiếm tiền cho mình. Hãy bắt đầu với vài điều cơ bản. Có 4 đối tượng tham gia chính vào quá trình chuyển hóa đam mê thành tiền trên YouTube. Đó là những người xem, người sáng tạo, người quảng cáo, và dĩ nhiên là cả kênh YouTube nữa. Trong khi phát triển của YouTube, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo quyền lợi của mỗi đối tượng tham gia. Ở quan điểm của người xem, chúng tôi muốn YouTube trở thành địa chỉ tuyệt vời nhất trên Internet, giúp người xem tìm kiếm và thưởng thức nội dung giải trí. Hy vọng sẽ thích video chơi trống của tôi. Ở quan điểm người tạo, chúng tôi muốn YouTube trở thành nền tảng tối ưu, giúp chúng tôi sản xuất nội dung giải trí và tạo được doanh thu bền vững từ đó. Còn đứng ở quan điểm của người quảng cáo, chúng tôi muốn một môi trường an toàn để có thể tiếp cận với khán giả của mình với mức độ chính xác đáng kể. Như trong ví dụ của tôi, người xem trên khắp thế giới là những người yêu tiếng trống. Họ đến với YouTube để giải trí hoặc học hỏi. Quiet steps. Welcome to Summoner's Rift. Master yourself, master the enemy. 30 seconds until minions spawn. Extend your senses. Find your center. Waste not a minute. Thank you.
Answer yourself, Master of the Enemy. Do what we must. Center. Extend your senses. Extend your senses. Master yourself, master the enemy. Thank you.
Waste not a minute. Worry not. Do what you must. Master yourself. Waste not a minute. Enemy has been slain. Find your center. An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. Where am I?
Master yourself. Master the enemy. Legendary. Destroyed a turret. Senses. We do what we must. Find your center. Not a minute. An enemy has been slain. An ally has been slain. Center.
has been slain. We do what we must. Your team has destroyed a turret. Extend your senses. Quiet steps. Extend your senses. Steps.
Master yourself, master the enemy. Enemy killing spree. Master yourself, master the enemy. Unstoppable. Thank you.
myself, master the enemy.